Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay cô cùng các em sẽ học bài Unit 13. What do you do in your free time? Lesson 2, Activity 1, 2, and 4. Open your book to page 20. Mời các em mở sách tiếng Anh lớp 5 tập 2 để bắt đầu học bài. Nhớ chuẩn bị sẵn cả bút, thước và vở ghi ở lớp nhé. I have a game for you. Cô có một trò chơi dành cho lớp chúng ta. Go fishing. Go fishing. Em hãy tìm bức tranh thích hợp để ghép với chữ go fishing. Ok. Which is the correct picture, A, B or C? Picture A. Go fishing. Go fishing. Go fishing. Đi câu cá. Go shopping. Go shopping. Picture B. Go shopping. Go shopping. Đi mua sắm. Go swimming. Go swimming. Which picture? Bức tranh nào? Picture A. Go swimming. Go swimming. Go swimming. Đi bơi. Go skating. Go skating. Go skating. Okay, this picture. Go skating. Go skating. Go skating. Đi trượt patin. Go camping. Go camping. Go camping. A, B or C? Picture C. Go camping. Go camping. Go camping. Đi cắm trại. Chúng ta cùng nhìn lại những từ vựng mà chúng ta vừa mới học nhé. Go fishing. Đi câu cá. Go shopping. Đi mua sắm. Go swimming. Đi bơi. Go skating. Đi trượt patin. Go camping. Đi cắm trại. Ok. Để làm những việc này vào thời gian rảnh rỗi thật là thú vị phải không nào? Vậy cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu thử xem hai bạn sau đây thường làm gì vào thời gian rảnh nhé. Look at Tony and Akiko. Listen, hãy lắng nghe xem hai bạn thường làm gì vào thời gian rảnh nhé. What do you do in your free time? I watch cartoons on TV. Okay. Okay. Watching cartoons. How about your mother? What does she do in her free time? She goes shopping. Okay. Listen again. Mời các em nghe thêm một lần nữa. Find out the missing word. Em hãy lắng nghe một lần nữa và nói cho cô biết những từ còn thiếu là những từ nào nhé. What do you do in your free time? I watch cartoons on TV. Okay, look at what do you, okay? What do you do in your free time? I watch cartoons on TV. Như vậy, bài hôm trước chúng ta đã học khi muốn biết ai đó làm gì vào thời gian rảnh rỗi, nếu hai người trực tiếp hỏi nhau thì chúng ta sử dụng mẫu câu What do you do in your free time? Và câu trả lời bắt đầu với từ ai và việc người đó thường làm vào thời gian rảnh rỗi. Now, let's move to the next picture. Chúng ta cùng khám phá xem mẫu câu ở bức tranh tiếp theo nhé. Okay, watching cartoons. How about your mother? What does she do in her free time? She goes shopping. Okay, let's find the missing word. Chúng ta cùng xem những từ còn thiếu nhé. She, what does she do in her free time? She goes shopping. Goes shopping. Như vậy, khi muốn biết ai đó làm gì vào thời gian rảnh rỗi, nhưng không phải hai người trực tiếp hỏi để biết thông tin của nhau, mà hỏi về một người thứ ba, thì chúng ta sử dụng mẫu câu như sau. What does your do in his her free time? Ở chỗ trống trong câu hỏi, các em sẽ điền thông tin về người mà chúng ta muốn biết. Và trong câu trả lời, he, she,
Sau đó sẽ đến việc mà người đó thường làm. Và các em nhớ, nếu người thứ ba là nữ thì em sử dụng her trong câu hỏi và she trong câu trả lời. Còn nếu người thứ ba được nhắc đến, được hỏi là nam thì các em sử dụng his ở trong câu hỏi và he ở trong câu trả lời. Như vậy, em chú ý, khi em muốn biết một ai đó trong gia đình bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi. Và trường hợp này, tức là khi hai người muốn biết về một người thứ ba thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi, thì chúng ta sử dụng mẫu câu What does your do in his hoặc her free time? Và thông tin còn thiếu ở trong câu hỏi chính là một thành viên ở trong gia đình của bạn mình. Ví dụ, your father, your mother, your sister, your brother. Và câu trả lời sẽ bắt đầu với chủ ngữ he, nếu người được nhắc đến là nam. Bắt đầu với chủ ngữ she, nếu người được nhắc đến là nữ. Và sau cùng, em sẽ điền thêm thông tin về việc mà người đó thường làm. Em hãy câu hỏi và câu trả lời này để hỏi và đáp về các bức tranh như sau. A. Father, go fishing. B. Mother, go swimming. C. Brother, go skating. D. Sister, go camping. Look at picture A. Chúng ta nhìn vào bức tranh A. Cô làm mẫu. Người được hỏi trong câu này là father, thì chúng ta đưa thông tin father lên để được một câu hỏi. Vì người được nhắc đến là nam nên em sử dụng cụm từ his free time. Các em lắng nghe câu hỏi. What does your father do in his free time? Và câu trả lời, father là nam nên chúng ta sử dụng chủ ngữ he kèm theo việc mà father thường làm. He goes fishing. He goes fishing. Vậy chúng ta được mẫu câu hỏi đầy đủ như sau. What does your father do in his free time? He goes fishing. Các bức tranh còn lại chắc chắn em sẽ làm được. B. What does your mother do in her free time? Okay. She goes for swimming. Listen. She goes A, swimming. Or C. Em C. Lắng nghe. What does your brother do first in his free look time? Look at the sentences. Chúng ta cùng xem he qua các câu. Goes number one. Farm often goes skating. Fishing. Picture D. Camping. What does your sister skating do in her free number time? Number two. His father. She does goes karate. Camping. Plays she goes football. Camping. Works in the garden. Number three, his mother goes swimming, shopping, camping. Number four, his sister surfs the internet, does homework, cleans the house. Now, listen and circle.
Page 21. Activity 4. Listen and circle A, B, or C. Hi, my name is Huang. In my free time, I often go skating with my friends because I like sports very much. My father likes sports too. He does karate twice a week. My mother doesn't like sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes housework. She often cleans our house in her free time. Okay, let's check. Chúng ta cùng kiểm tra lại bài nhé. Page 21, activity 4. Listen and circle A, B, or C. Hi, my name is Huang. In my free time, I often go skating with my friends because I like sports very much. Go skating. My father likes sports too. Father. He does karate twice a week. That's my good. Mother doesn't like sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes housework. She often cleans our house in her free time. Cô xin chúc mừng những bạn có đáp án giống cô. Như vậy, ngày hôm nay, cô và các em đã đi tìm hiểu mẫu câu để hỏi xem ai đó thường làm gì vào thời gian rảnh. Nhưng điểm khác biệt giữa mẫu câu ngày hôm nay và mẫu câu hôm trước chúng ta học đó là hai người hỏi về một người thứ ba để biết người đó thường làm gì vào thời gian rảnh. Em chú ý mẫu câu và về nhà học thuộc lại từ vựng, ghi chép đầy đủ tiêu đề của bài, từ vựng và mẫu câu vào vở tiếng Anh. Goodbye! Cô xin chào các em. Chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo. Let's listen.